Hi, xin chào các bạn ha. Thì bữa trước Phương có đi hành trình đi tìm nhà Lâm Vlog à. Nhưng mà đến nhà thì không có gặp, vì căn nhà đó bị chuyển đi, Lâm không có còn ở cái nhà đó mà bây giờ Lâm đã chuyển qua một căn nhà khác. Thì Phương cũng mới vừa nhận được một comment của một bạn chỉ đường cho Phương. Vì vậy hôm nay Phương sẽ tiếp tục hành trình lần thứ hai tìm nhà Lâm Vlog các bạn, và Phương cũng xin cảm ơn các bạn đó đã bạn đó là fan là fan của Lâm ạ. Và bạn đó đã biết hay xem video clip mỗi lần mà Lâm đi quay clip á, thì bạn đó biết đường nên đã vào bình luận và chỉ đường cho Phương. Thì hôm nay Phương sẽ tiếp tục đi tìm một lần nữa, mong rằng lần này sẽ được tìm đúng nhà và gặp người để xem coi Lâm còn có cái khóa dạy học không để Phương đăng ký. Bây giờ Phương cũng xin cảm ơn một bạn fan của Lâm ha. Và giờ mời các bạn cùng theo chân Phương. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Là cái nhà cuối cùng phải không con, cái trắng cuối cùng phải không? Cuối cùng mà có vợ Lâm nhà không, có ai không? Chú thấy đóng cửa, có vợ Lâm nhà không? Con có biết số điện thoại của Lâm không? Không luôn hả? Rồi cảm ơn con ha. Cho con hỏi cái phải căn nhà đối diện là nhà của Lâm không bà? Nhà của Lâm đó bà. Lâm nó hay nó đi quay video á.
có vợ nhỏ nhỏ, nhỏ đó, hai vợ chồng á. À dạ. Hay có mấy đứa nít lại đi quay video chung với bà, có nhà nó mới mua chiếc xe hơi màu trắng á. À nhà đó hả? Mà đóng nhà đóng. Hiện giờ đã tới nhà Lâm rồi, bà ơi, mà Lâm đi đâu không có nhà? Rất là đi Lâm đi quay video của bạn. Qua hỏi đừng mà đăng ký có học thì không gặp. Chắc ngồi đây chờ đợi thêm thời gian nữa coi. Coi có Lâm tí có về không ạ? Lâm ơi! A few moments later.